Mến chào cô chú anh chị gần xa đang xem kênh NLTK Bonsai. Hôm nay em xin giới thiệu, hôm nay vườn em có quay một số cây hoa giấy ngũ sắc, tím tiết và tím bướm, những gốc bonsai thành phẩm ạ. Rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa thông qua số điện thoại 0706 961 085 cũng như là số Zalo. Đầu tiên là em vô cây ngũ sắc số 1 ạ. Form tàn rất là dày nha cô chú anh chị. Cây này thì đủ là hiện diện đủ 5 mặt hoa ha. Màu cam, màu hồng, màu trắng phớt hồng, màu đỏ và một màu hồng sắc pháo, đủ hết 5 màu. Hoa ngũ sắc thì rất là dễ chăm sóc mà xuyên ra hoa quanh năm nữa. Cây này đế sổ luôn nha cô chú anh chị, độ sổ của nó cũng tầm 30 trở lên ha. Nè, cái chỗ này nè nó có bị chóc cái da ha cô chú anh chị, nhưng không ảnh hưởng gì tới phần trong ha. Nè, không vấn đề gì hết ha, do vận chuyển xe hồi nhỏ ha. Mà cây cô chú anh chị thấy ha, nó bị chóc da nhưng mà cái phơm tàn dưới cây nè cũng phát triển bình thường cô chú anh chị, cây vẫn xanh tốt ha. Rồi mã số 1, cao 1,5m tới ngang 1,5m, hoành 17, 950.000, bao ship toàn quá. Cây thì em đảm bảo sống cho cô chú anh chị mình ha, tới khi nào mà ra hoa đâm đọt như thế này thì thôi. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Cây này thì có một màu cam lửa nữa ha. Đây, màu cam lửa bên đây. 4 màu thái, một màu cam lửa. Màu thái thì gồm có hồng sắc pháo, vàng, cam, vàng đỏ, trắng phớt hồng, hồng sắc pháo. Đủ hết 5 màu nha cô chú anh chị. Củ đế thì gốc này rất là quái luôn ha. Cây này thì cũng bị vận chuyển chóc da ha. Chóc da chút xíu dưới phần này. Rồi mã số 2, cao 1,5m tới ngang 1,5m, hoành 19. Mã số 2 950.000. Giá này giá cũng bao ship toàn quốc. Hai giấy ngũ sắc này rất là nở, gỗ rất là đẹp. Cô chú anh chị mình mua về một cặp ha. Mình để hai bên mái hiên nhà rất là đẹp luôn. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Cây này cũng là 5 màu. Đỏ, cam, vàng, trắng phớt hồng, hồng sắc pháo. Cây đang búp rất là gỗ nha cô chú anh chị, phơm tàn rất là dày luôn ha. Phơm tàn này nhà vườn em kê là cũng rất là nhiều lần rồi, nuôi chăm sóc trong vòng cũng khoảng 1 năm hơn ha mới được cái phơm tàn nó dày như thế. Cây này thì củ đế rất là quái luôn, nguyên một nồi đế luôn nè. Ở trên đây nè nó chóc với cái phần này là phần da ngoài thôi chứ không có tới là sâu ở bên trong nha cô chú anh chị, nó chỉ là phần da ngoài thôi à. Rồi mã số 3, cao 1,4m tới ngang 1,5m, hoành 17, 950.000. Cây thì trong quá trình ship thì nó sẽ rụng bông và lá một số nha cô chú anh chị, tại mình đi xa quá thì nó khô bầu, còn cô chú anh chị mình ở gần thì nó sẽ không đến nỗi nào rụng quá ha. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 cũng là một cây hoa giấy ngũ sắc, hoa 5 màu, cây này thì bông nở rộ ha. Tàn tán rất là đẹp. Cây này gốc bự ha. Gốc bự mà già nữa. Rồi mã số 4, cao 1,2m tới ngang 1,5m, hoành 33. Mã số 4 1,50,000. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 cũng là ngũ sắc thái. Cây này về cô chú anh chị mình chơi hết đợt bông này, mình kê tàn ở giúp em ha. Cho đợt sau tàn nó dày thêm, mà hoa nó cũng ra nhiều hơn. Ý là đợt này là tàn nó ít ha, mà bông cô chú anh chị nè thấy vẫn là sum xê ha. Cây này thì được nguyên cái gốc củ đế lớn mà củ đặc luôn nha cô chú anh chị. Củ này hai vòng tay mà em ôm không giáp ha. Gốc rất là lớn luôn. Tổng thể cái cũ là 47.
Gốc này nuôi rất là lâu năm nha cô chú anh chị. Gốc sạch sẽ, không có hẹo vết gì hết ha. Ghế còn ăn sâu dưới đây nữa nè. Về mình sang qua chỗ kiểu mình nâng cái bộ đế lên giúp em. Cao 1m4 tới nghe 1m5, hoành 27. Cây này em cũng xin giao lưu là 1,1 triệu. 1,1 triệu và giá em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship em ship luôn cả chậu. Tiếp theo mã số 6 là một gốc bonsai cẩm thạch tím siêu bông. Cái màu cẩm thạch tím siêu bông này là nó rất là xuyên bông nha cô chú anh chị. Nó ra hoa quanh năm ha. Mình càng kê tàn thì tàn càng dày, hoa ra lại càng nhiều. Rất là đẹp luôn. Cây này đế sổ dài ha, nằm trong chậu. Hoa rất là đẹp. Cây này đế sổ ha. Em đo độ sổ. Độ sổ của nó là 55. Đây. Đế sổ nhìn rất là lực ha cô chú anh chị. Thân nhánh tốt, chi cành đồ nó cũng rất là lực luôn ha. Rồi cái cây này cao mét tới ngang mét hoành 29. Mã số 6, cây này em xin giao lưu là 1 triệu. 1 triệu là khi ship là có sang chậu không? Khi ship thì em sang chậu. Em ship luôn chậu cho cô chú anh chị mình luôn ha. Tiếp theo mã số 7. Số 6 và số 7 là em được một cặp nha cô chú anh chị. Cặp này đựng trong chậu nhựa nha. Chậu này chậu nhựa. Cái gốc nè, dáng rất là đẹp, gốc bonsai rất là đẹp. Cái này là mình được hai mâm ha. Cái này là về cô chú anh chị mình muốn xài mấy mâm cũng được. Hiện tại ở đây là nó có dán một mâm nè, hai mâm, ba mâm nè. Về mình bẻ dây, mình muốn uống bonsai mình bẻ dây thêm giúp em ha. Củ đế có cài đặt luôn. Cây này thì đế sổ cũng tầm 40 trở lên ha. Củ nè, chén đóng cây rất là khéo luôn. Rồi mã số 7. Cao 1m, tới ngang 1m, hoành 28. Cây này em cũng xin giao lưu là 1 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Khi ship ship luôn cả chậu ạ. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là một gốc tím tiết. Tím tiết này tông một cốt nha cô chú anh chị. Tông dáng cây rất là đẹp ha. Này, cây này đế sổ luôn. Độ sổ cũng rất là quái nha. Phơm tàn thì rất là dày, tròn. Tàn này nhà vườn em kê rất là nhiều đợt rồi mới được cái phơm tàn nó dày như thế nha cô chú anh chị. Củ đế nè ha, hoành đế đẹp. Gốc đế nè, gốc rất là sạch nha cô chú anh chị. Rồi mã số 8. Chiều cao là 1m25 tới ngang 1m2 hoành 17. Cây này em xin giao lưu là 800.000. Bao ship toàn quốc luôn. Số 8, số 9 là ăn cặp nha cô chú anh chị. Cặp này đẹp ha. Tông nó cũng một cốt nè. Đế một cốt luôn nha. Uống công rất lượng. Cái này là một cốt xin, không có mặt cắt nha cô chú anh chị. Mặt hoa của nó nè, tàn nó rất là tròn và đều. Tím tí thì cô chú anh chị cũng biết cái dòng nó xiên hoa mà nó rất là lâu tàn luôn. Đế một cốt ha. Đế rất là quái luôn. Rồi mã số 9, cao 1m3, tán ngang 1m, hoành 17, cây này cũng 800.000 luôn. Tiếp theo mã số 10. Số 10 cũng là một cây tím bướm. Mặt hoa tím bướm nè. Rất là đẹp, tàn rất là tròn luôn nha cô chú anh chị. Tàn nó tròn nó đều ha. Cây này cũng là đế một cốt luôn. Này là một cốt xin nha cô chú anh chị, một cốt không có mặt cắt ha. Cốt này dáng rất là quái ha. Đế một cốt uống lượng lên luôn. Rồi mã số 10, cao 1m2 tới ngang 1m1 và 16, cây này 800.000.
bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 11 cũng là một cây tím bướm luôn. Tím bướm này ở dưới đây là được có một tầng là trắng, trắng đại phúc nha cô chú anh chị, trắng xanh ha, trắng nổi gân xanh này. Cô chú anh chị về mình muốn thích cho tím tiết không á thì mình cắt bỏ ha, cắt bỏ cái nhánh dưới không vấn đề gì hết ha. Này được hai tầng, mặt hoa rất là đẹp. Cây này đế sổ quá luôn nha cô chú anh chị, nó xoăn xoăn lại với nhau ha. Rồi mã số 11, cao là 1m35, tán ngang 95, hoành 17, cây này cũng 800.000 luôn. Tiếp theo mã số 12, 12 là một cây tím tiết. Tím tiết này dạng tông lùn hết cô chú anh chị, rất là tròn đều luôn nè, tàn dày kín mít hết ha, hoa thì rực rỡ. Cây này có củ đế rất là đẹp nha, đế quái luôn ha cô chú anh chị. Cây này về thay chậu để sân thượng ha, rất là đẹp luôn. Rồi cây này cao 1m, cao 80, ngang 1m và 14. Wow. Cây này 550.000. Mã số 12 cũng là cuối clip ạ. Mong cô chú anh chị xem ủng hộ em clip này ha. Rồi, hẹn cô chú anh chị lúc sau.